Xin chào các bạn nha. Hôm nay Sương sẽ chia sẻ giải mã giấc mơ nằm mơ thấy bắt ốc là điềm báo gì lành hay dữ và những con số may mắn liên quan đến con ốc nha cả nhà. Mơ thấy ốc là điềm gì? Những con số may mắn khi nằm mơ thấy ốc. Nằm mơ thấy ốc sên cũng không còn xa lạ, nhưng đa phần mọi người cho rằng mơ thấy ốc sên là điềm xui xẻo. Tuy nhiên, mỗi giấc mơ sẽ ẩn chứa nhiều điều bí ẩn khác nhau. Mơ thấy ốc bu, giấc mơ này cho rằng đối với chuyện tình cảm sắp tới của bạn có thể gặp phải một số vấn đề mâu thuẫn với đối tác của mình. Hai bên cần bình tĩnh, xem xét vấn đề, buông bỏ cái tôi của mình và nói chuyện với nhau. Nằm mơ thấy ốc len. Nằm mơ thấy ốc len cho thấy trong lòng bạn đang rất nặng nề, tâm trạng không được tốt vì khoảng thời gian này có rất nhiều áp lực. Bạn nên suy nghĩ kỹ và điều chỉnh hành động. Đừng đặt mục tiêu quá lớn rồi tự tạo áp lực cho mình. Ngủ mơ thấy ốc sên. Ngủ mơ thấy ốc sên. Giấc mơ này, cuộc sống của bạn có thể đang gặp nhiều bế tắc, rối ren. Đôi khi bạn thiếu quyết định về sự lựa chọn của mình, dẫn đến có quá nhiều sơ hở ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vì vậy, bạn nên tập trung vào công việc của mình, nỗ lực hết mình, đừng ngại thay đổi bản thân, thay đổi công việc. Nếu còn có thể, hãy là chính mình. Nằm mơ thấy ốc sên bò vào nhà. Ốc sên bò vào nhà buổi sáng cũng là điểm tốt. Công việc làm ăn sẽ có người giúp đỡ. Bạn có khả năng nhận được các hợp đồng lớn trong công việc hoặc kinh doanh của mình. Nếu ốc sên bò vào nhà buổi trưa, đây được xem là điềm báo tài lộc tài chính của bạn phát triển mạnh, công việc suôn sẻ. Tuy nhiên, chuyện tình cảm sẽ không may mắn, vợ chồng có khả năng xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, hãy nhường nhịn nhau để cùng tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Ốc sên bò vào nhà vào buổi tối, điều này là điềm báo tốt. Bạn cần chú ý cẩn thận khi di chuyển, hạn chế việc đi xa bởi điều này có thể xảy ra tai nạn hoặc những điều đáng tiếc. Chim bao thấy ốc nhồi, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác kinh doanh tiềm năng. Vì vậy, tiến độ công việc sẽ suôn sẻ hơn và mang lại nguồn thu nhập khá hơn. Hãy chớp lấy thời cơ để có những dự án khủng trên thương trường. Mơ thấy ốc vặn. Lận giải của giấc mơ này cho thấy sắp tới bạn có thể trúng một khoản tiền kha khá, nhờ đó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại của bạn. Bạn mơ thấy ốc biển. Nằm mơ thấy ốc biển có nghĩa là bạn đang trong tình trạng quá nhạy cảm và chán nản. Bạn muốn ra ngoài nhiều hơn và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nằm mơ thấy ốc biển đang bò cho thấy có điều gì đó sắp tới sẽ cản trở công việc của bạn. Giấc mộng đi bắt ốc. Đây là một giấc mơ khá phổ biến nhưng có ảnh hưởng lớn đến hoàn cảnh của mọi người. Dường như bạn đang gặp quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống, gây căng thẳng và khó chịu với mọi người xung quanh. Bạn nên đến một nơi nào đó mới để tìm lại chính mình và cân bằng lại cuộc sống. Nằm ngủ thấy mình ăn ốc. Giải mã đem đến điềm báo rằng bạn đạt được những thành quả quý giá mà mình hằng mong ước. Tài sản và công sức của bạn sẽ được ghi nhận. Nằm mơ thấy mua ốc. Lận giải của giấc mơ này chỉ ra rằng bạn sẽ sớm kiếm được rất nhiều tiền. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện tại của bạn. Giấc mơ thấy ốc luộc. Mơ thấy ốc luộc có điềm báo về tài lộc dồi dào gần đây. Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ được tăng lương, có cơ hội thăng tiến ở nơi làm việc. Bà bầu nằm mơ thấy ốc chứng tỏ bạn đang có một thai kỳ khỏe mạnh và đứa con thân yêu của bạn sắp chào đời. Vì vậy, hãy chuẩn bị đồ đạc và mọi thứ bạn cần để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn từ ngay bây giờ. Nếu bạn là mẹ bầu còn non tháng, chưa tới thời kỳ sinh
thì cũng đừng quá lo lắng, bởi giấc mơ này cho biết chế độ ăn uống của bạn rất khoa học và em bé hấp thụ rất tốt. Nằm mơ thấy ốc khổng lồ. Bạn có thể lên kế hoạch lớn và đang nỗ lực thực hiện chúng. Tuy nhiên, có một vài yếu tố nhỏ cản trở việc thực hiện đó, vì có kẻ đứng sau muốn phá hoại bạn. Hãy cẩn thận mọi người xung quanh bạn. Nằm mơ thấy ốc đầy ruộng. Đây không hẳn là một giấc mơ may mắn. Nó cho thấy ai đó đang âm mưu phá hủy và những gì bạn đang xây dựng bấy lâu nay. Để ngăn chặn những kẻ lừa đảo, bạn cần cẩn thận hơn về các bí mật của mình và không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai. Khi bị lừa đảo, bạn không chỉ mất đi sự nghiệp mà còn cả lòng tin. Ngủ mơ thấy ốc đang bò. Giấc mơ này là điềm báo tin vui về đường tình duyên, do đó hãy mở rộng tối đa các mối quan hệ và tạo điều kiện để người khác kết bạn, nói chuyện với bạn. Đừng sống mãi trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, bởi ngoài kia còn rất nhiều người tốt mà bạn có thể tin tưởng và sống thật với mình. Mơ thấy ốc bò vào người, cần quan tâm nhiều hơn đến với vấn đề sức khỏe và chăm sóc con cái. Nếu bạn tập trung quá nhiều vào công việc của mình, bạn sẽ đánh mất rất nhiều thứ quan trọng. Bạn nên sắp xếp lịch trình công việc và cân bằng mọi thứ, đặc biệt dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bạn mơ thấy con ốc chết. Dường như những ngày sắp tới khá đen đủi với bạn. Mọi việc diễn ra có vẻ như đều muốn chống lại bạn. Có thể nguyên nhân là do sự chủ quan của bạn. Bạn dễ dàng bị ốm bởi thói quen không quan tâm đến tình hình sức khỏe của chính mình. Trong công việc, bạn có thể bị thất nghiệp nếu không chịu nâng cao tay nghề. Tóm lại, khi đối mặt với những điểm xấu, trước hết bạn cần cố gắng vực dậy và thay đổi bản thân. Bạn nằm mơ thấy mình đang nhặt ốc. Điềm báo giấc mơ này cho thấy bạn đang sống tích cực và sự lạc quan này sẽ truyền năng lượng đến mọi người xung quanh. Dường như mọi thứ vào khoảng thời gian này đối với bạn đều rất tốt đẹp. Tình duyên thăng hoa, gia đình hạnh phúc. Bạn cần cố gắng phát huy và truyền năng lượng tốt hơn đến với mọi người xung quanh. Bạn nằm mơ thấy ốc cắn người. Giấc mơ này cho biết có thể bị đồng nghiệp lừa gạt sau lưng. Điều này sẽ gây ra nhiều rắc rối trong công việc và bạn sẽ không còn được cấp trên tin tưởng nữa. Nhưng nguyên nhân có thể là do bạn luôn sống một mình và không có hòa đồng, thấu hiểu mọi người. Do đó, hãy thay đổi cách bạn cư xử với những người xung quanh. Đừng quá kiêu ngạo và hách dịch, ngay cả khi bạn có tài năng. Mơ thấy rất nhiều ốc. Mơ thấy rất nhiều ốc là điềm báo rằng bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, trong số những người đó, không phải ai cũng đáng tin, bởi có người chỉ đang muốn lợi dụng bạn. Vì vậy, bạn cần cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè. Mộng thấy nấu ốc. Luận giải giấc mơ này cho thấy công danh sự nghiệp sẽ thăng tiến trong thời gian tới. Công việc gặt hái được nhiều thành quả tốt. Những dự án bạn tham gia đều được suôn sẻ thuận lợi. Giấc mơ thấy cá và ốc. Giấc mơ này nhắc nhở bạn nên cẩn thận hơn với các vấn đề về sức khỏe bản thân thời gian tới. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi, biểu hiện lạ thì bạn nên đi khám, chứ không nên chủ quan. Giấc mơ thấy cua và ốc. Bạn nên thận trọng hơn trong việc ti tiêu, bởi thời gian tới sẽ có một số khoản phát sinh. Vì vậy, nếu không có kế hoạch tiết kiệm, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh túng thiếu, phải đi vay mượn. Mơ về người lạ mời đi ăn ốc. Điều này báo hiệu bạn sắp gặp phải những điềm xấu, không may mắn trong sự nghiệp và tình duyên. Đồng thời, bạn cần đề phòng tai nạn có thể xảy ra bất ngờ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bạn. Và những con số tài lộc khi mơ thấy ốc. Nằm mơ thấy ốc, đánh 56 hoặc 09. Nằm mơ thấy ốc chết, 34.
Nằm mơ thấy ốc nhồi 33, nằm mơ thấy ốc vít 34 hoặc 97, nằm mơ thấy ốc sên 66, mơ thấy ốc bu vàng 12, 21, nằm mơ thấy ốc khổng lồ 89 hoặc 45, nằm mơ thấy ăn ốc 63 hoặc 03, mơ thấy bắt ốc ngoài đồng 32, 02, nằm mơ thấy ốc sên bò vào nhà số 52 hoặc 43, nằm mơ thấy ốc sên bò vào người số 83. Hy vọng những con số gợi ý trên sẽ mang đến những điều may mắn cho bạn. Giải mã giấc mơ thấy ốc vừa rồi đến đây cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.